Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa địa giới, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa địa giới, nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới, nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử vì lìa địa giới, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A A-la-hán. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa địa giới, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa này các thiên tử vì lìa vô minh nên lìa pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh vì lìa hành thức danh sắc đục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh